Chào tất cả các bạn, tôi là Tuấn Ngọc. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn là căn hộ 3 phòng ngủ dự án Eco Green ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại đây là căn hộ mẫu của căn B5, tháp HR1 và HR2. Diện tích tìm tiền của căn hộ này là 94,74m2 và diện tích thông thủy là 88,39m2. Vâng, 88,39m2 nha các bạn, là diện tích thông thủy. Vâng, đây là căn hộ. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu về thiết kế và trang thiết bị nội thất bàn giao và vật liệu bàn giao cao cấp của căn hộ Eco Green. Đây. Thì trước tiên khi bước vào cửa phòng thì đây là khung cảnh là phòng bếp và phòng khách, phòng ăn, bàn ăn đây. Vâng, bàn ăn và phòng bếp. Thì đây là phòng khách. Thì tất cả những cái căn hộ của Eco Green này đều được trang bị là kính solar control, tức là kính hai lớp và một lớp giữa là lớp chân không, tức là sẽ là cách âm, cách nhiệt, rất là tiết kiệm năng lượng. Tại vì khi các bạn ở những căn nhà này thì là các bạn không cần phải mất quá nhiều tiền để mà sử dụng về điều hòa máy lạnh nữa. Đây là phòng khách đây, thiết kế bố trí phòng khách. Cái bộ salon này thì là cái bộ salon mẫu nhé, không có bàn giao nha các bạn. Thì đây là phòng khách. Còn phòng đây là phòng bếp. Phòng bếp của căn hộ Eco Green này thì được trang bị tất cả là tủ bếp trên, tủ bếp dưới và máy hút mùi hiệu TK nhé. Bếp đây, bếp tờ và thiết bị bồn nước là cũng của TK luôn. Đây là phòng bếp đây các bạn. Còn phía ngay sát cạnh phòng bếp là cái khu lô gia để phơi đồ, đặt máy giặt và cục nóng lạnh. Thì ở đây là đều là trang bị là thiết bị là máy điều hòa nhiệt độ, máy lạnh. Phòng khách thì là sẽ là có máy lạnh âm trần, hệ thống máy lạnh âm trần. Còn trong những cái phòng ngủ thì là sẽ có là máy lạnh rời, cục lạnh rời nha các bạn. Đây tôi đi vào trong, đây là phòng ngủ master chính đây. Đây, phòng master chính. Thì tại đây thì là sẽ có bồn tắm nằm, trang bị bồn tắm nằm, thiết bị vệ sinh. Tất cả những thiết bị này là thương hiệu của Duravit nha các bạn, thương hiệu là khá là cao cấp. Thì tất cả những thiết bị của phòng tắm, vòi sen, bồn tắm này đều là sẽ là bàn giao hoàn thiện dành cho khách hàng. Đây là phía bên ngoài phòng ngủ đây. Phòng ngủ này thì là sẽ là bàn giao lại cho khách hàng là có tủ tường nhá các bạn, tủ tường đây. Bàn giao đây là tủ tường, hệ thống tủ tường này là sẽ bàn giao. Đây tủ tường bên trong đây sẽ bàn giao cho mình. Tủ tường rất là cao cấp. Đây, có hai cánh có thể kéo sang bên này, kéo sang bên kia luôn, rất là tiện lợi. Đây, thương hiệu máy lạnh bàn giao thì đó là thương hiệu Samsung. Đây là thương hiệu Samsung đây. Nó như thiết kế của những cái căn hộ ở đây đều là có hai view. Đây là hệ thống khóa cửa an ninh thương hiệu Panasonic. Đây là phòng vệ sinh chung. Phòng vệ sinh chung với trang bị là bồn tắm đứng. Bồn tắm đứng và các thiết bị vệ sinh đây. Thiết bị là Duravit. Còn đây là thiết kế một căn cái phòng ngủ bên này. Cái này thì chủ đầu tư là thiết kế để làm phòng làm việc đây. Ví dụ mình mà có nhu cầu muốn làm phòng ngủ thì mình sẽ thiết kế lại thành phòng ngủ, lắp đặt giường ngủ.
Cái này thì chủ đầu tư là thiết kế mẫu, thì là một phòng làm việc rộng rãi. Ví dụ như là một gia đình mà có hai vợ chồng, một con chẳng hạn, thì là mình có thể thiết kế thêm một cái phòng làm việc để cho vợ hoặc chồng làm việc, hoặc là phòng học vui chơi cho con cái cũng được. Đó. Đây là phòng ngủ bên này đây. Phòng ngủ bên này thì là cũng có bàn giao là tủ luôn, là tủ tường, cả máy lạnh luôn, máy lạnh thương hiệu Samsung luôn. Sàn là sàn gỗ nha, sàn lát gỗ. Bên ngoài cũng là lát gỗ, thì có mỗi cái chỗ cái phần khu vực đứng bếp đây thì là sẽ là lát đá, toàn bộ là lát bằng gỗ hết. Đây là thiết bị gỗ cao cấp. Hầu như các căn hộ này đều là có hai mặt view, đều nhìn ra hai view nên là khá thoáng. Tại vì thiết kế kiến trúc của cái tòa này là hình ba cánh, cánh quạt ba cánh. Thiết bị âm tường. Rồi khóa là khóa thì sẽ có ba chức năng: khóa cơ, khóa thẻ từ và sử dụng mật mã luôn. Rồi thì tôi giới thiệu sơ qua về căn hộ mẫu Eco Green. Đây là căn mã B5 này, diện tích thông thủy là 88,39 mét vuông và diện tích tin tường là 49,74 mét vuông. Tôi là Tuấn Ngọc, bên nhóm tư vấn và review dự án của trang thông tin căn hộ và Alo căn hộ Sài Gòn. Các bạn có cần quan tâm tư vấn hoặc là cần những thông tin tìm hiểu về dự án thì có thể liên hệ đến số hotline của nhóm chúng tôi là 0909 910884. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like và theo dõi để mà cập nhật những thông tin tốt nhất về kênh YouTube của chúng tôi các bạn nhé. Rồi, xin chào các bạn. Các bạn nhớ lưu lại thông tin trang alocanhosaigon.com, hotline 0909 910884. Xin chào tất cả các bạn.